Ok, và chúng ta sẽ đi vào trận đầu tiên giữa Lô Yao Yao và LCP. Mình sẽ hôm nay mình sẽ Nova đi. Thơ Nguyễn. Qua giờ Thơ Nguyễn suốt này. Xuất phát là LCP, không biết là đánh gì đây. Vẫn là đánh Hawk thôi. Mặc dù là Hawk có bị nét một chút nhưng mà vẫn được ưa chuộng. Còn đối với kia là mình đã Pekka rồi. Liệu rằng là hôm nay sẽ có một beta mới xuất hiện không? Do mạng của ông đấy, mạng của ông yếu đấy. Do mạng của ông yếu, tại vì tôi đang xem stream của tôi này. Đây tôi đang xem stream của tôi, vẫn đọc comment của mọi người trên này. Vì vậy là khi mà biết được là mạng của ông như nào. Và bây giờ là Ronaldo ra rồi thì lấy con gì thủ đây? Lấy cái gì thủ đây, Goblin hay là OIC? À, cái cường khỏe tính thế. Tôi là đô lỗi, gặp bây giờ tôi là đô lỗi thì là phải thiệt Eli rất nhiều. Còn có Pekka làm số đi, còn Pekka làm số rồi. Bây giờ là có Manit, lấy có gì chặn đây, lấy Hawk ư. Mày vẫn xoay kịp ra một con Executioner, tuy nhiên này như thế này sẽ lỗi Eli rất là nhiều. Và lợi thế về cho Yao bây giờ đang có đấy. Hôm bữa thì đội này là đội Red Tail này là đội duy nhất bị thua bởi Vietnam Glory. À không phải. Vietnam Glory chiến thắng mỗi đội này. Nhầm. Mới tạo ai thắng khỏe à? Dạ. Lỗi nhịp quá nhiều đến từ LCP. Với Yao Yao thì phong cách đánh của anh vẫn là cái đích chậm chậm thôi. Không thể đích nhanh được. Một cái lock rồi bắt rất là tốt. Tuy nhiên thì con Nai bây giờ yếu quá. So với ngày xưa thì con Nai bây giờ không còn bá đạo nữa. Mình đánh giá là không còn bá đạo nữa. Bởi vì là khi mà lên 1.2 rồi thì cái tốc độ của nó không còn được manh động như ngày xưa. Phải nói là với 3 Eli thôi thì cái khả năng giết của nó là rất tốt. Giá trị của nó phải là đáng là 5 Eli đúng hơn. Khả năng băm như là băm dầu. Bây giờ là lỗi nhịp vào, tuy nhiên với deck của LCP là một deck siêu nhanh. Thế cuối cùng là Rocket hay Poison đây, mình nghĩ là Rocket. Trong những cái bài này thì cần bay Rocket thôi. Có Bandit lao rồi. Phải nói con này rất là manh động sau con này với lại con Lobo Jack thì hai con này manh động như nhau. Lock không? Chưa có, cái lock vừa dùng rồi, vừa lock vừa dùng rồi. 432 đủ rồi. Và easy win, mặc dù là có hơi lỗi một chút nhưng mà LCP đánh vẫn khá hay. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.